Đại Bồ Tát lại nghĩ như vậy, nơi đầu một sợi lông có vô lượng vô biên chúng sinh, hà huống là tất cả pháp giới, tôi sẽ đều dùng vô thượng niết bàn mà diệt độ. Đó là tâm đại thừa thệ nguyện như kim cang thứ hai, đại Bồ Tát lại nghĩ như vậy, mười phương thế giới vô lượng vô biên không có giới hạn, không thể cùng tận, tôi sẽ dùng cõi nước chư Phật trang nghiêm tối thượng để trang nghiêm tất cả thế giới như vậy. Hết thảy sự trang nghiêm thảy đều chân thật, đó là tâm đại thừa thệ nguyện như kim cang thứ ba. Đại Bồ Tát lại nghĩ như vậy, tất cả chúng sinh vô lượng vô biên không có giới hạn không thể cùng tận, tôi sẽ đem tất cả căn lành hồi hướng đến họ, vô thượng trí huệ quang minh chiếu soi đến họ đó là tâm đại thừa thệ nguyện như kim cang thứ tư. Đại Bồ Tát lại nghĩ như vậy, tất cả chư Phật vô lượng vô biên không có giới hạn không thể cùng tận. Tôi sẽ đem căn lành đã gieo trồng, hồi hướng cúng dường, đều khiến cho khắp cùng không chỗ thiếu kém. Sau đó tôi sẽ thành A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Đó là tâm đại thừa thệ nguyện như kim cang thứ năm. Phật tử đại Bồ Tát thấy tất cả chư Phật nghe thuyết pháp, sinh tâm đại hoan hỷ, chẳng chấp vào thân mình, chẳng chấp vào thân Phật, hiểu thân Như Lai chẳng thật chẳng hư, chẳng có chẳng không, chẳng tánh chẳng không tánh, chẳng sắc chẳng không sắc, chẳng tướng chẳng không tướng, chẳng sinh chẳng diệt, thật không chỗ có, cũng chẳng hoại có tại sao vì không thể dùng tất cả tánh tướng mà chấp lấy đó là tâm đại thừa thệ nguyện như kim cang thứ sáu